Xin chào tất cả mọi người. Thì đây là một chị khách rất là xinh đẹp. Chị ý vừa mới thực hiện xong một ca môi phô môi phủ xương tại DK. Thì chào chị ơi, thì chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình là chị tên là gì và chị đến từ đâu được không ạ? Mình tên là Thùy, mình đến từ Hà Đông. Dạ vâng. Thì như mọi người có thể thấy được là màu môi của chị sau khi phun xong thì rất là trong, mướt và mịn. Thì sau khi phun xong thôi nhưng mà môi không hề sưng và cũng chỉ là như đánh son đậm một chút. Với kỹ thuật phun môi hiện tại của DK thì là đang là công nghệ hiện đại nhất là phun môi vi chạm. Và khi mà phun môi thì chỉ tác động lên đến bề mặt thượng bì của da môi thôi, không gây tổn thương sâu. Chính vì thế mà sau khi mà chị phun môi xong, chị cũng không cần phải ăn uống kiêng thêm bất cứ một cái gì cả. Ngoài ra thì phun môi tại nhà DK thì sử dụng là mực hữu cơ 100% được nhập khẩu từ Đức. Chính vì thế mà màu môi sau khi phun xong ấy, màu môi sẽ rất là trong, cũng như là cái đảm bảo cái độ an toàn, hiệu quả, an toàn cho sức khỏe của mình ấy, nó sẽ không ảnh hưởng như các công nghệ chứa trì hay là chứa hóa chất cũng như kim loại nặng. Chị có thể cho em hỏi về một chút cảm nhận của chị sau khi trải nghiệm dịch vụ bên em được không? Chị rất hài lòng, mình rất là hài lòng với chị Quyên làm cho mình môi này, không cảm thấy đau. Màu môi như mọi người có thể thấy rất là trong này, mướt này và rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Môi này sau khi bong ra ấy, thì màu môi nó cũng đạt được một độ trong nhất định và nó tẹp vào cái môi của mình, gần như là mình không phát hiện ra là việc mình phun môi đâu. Cảm ơn em. Dạ vâng, cảm ơn chị nhé.